không đeo khẩu trang nơi công cộng, đeo đối phó cho có hoặc là không tuân thủ quy định về giãn cách. Hiện vẫn còn một số người dân và cơ sở kinh doanh ở Hà Nội thì vẫn chủ quan trong phòng chống dịch. Thành phố Hà Nội thì đã nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị 15 từ thứ ba vừa rồi. Nhiều hoạt động thiết yếu được mở cửa trở lại. Phần lớn các cá nhân tổ chức thì đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Nhưng nếu vẫn còn một số người chủ quan thì cũng rất là nguy hiểm vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch của thành phố suốt thời gian qua. Chợ tự phát thuộc làng Đình Thôn, Mỹ Đình. Hoạt động kinh doanh buôn bán hầu như đã trở lại bình thường sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, chuyển sang nguyên tắc chỉ thị 15. Dù đa số người dân và tiểu thương chấp hành các quy định phòng dịch, nhưng vẫn có một số người đeo khẩu trang cho có hoặc là không đeo. Anh ơi, con đi chợ mà không đeo khẩu trang nhé. Quên đi ra đường để đeo vào nhá. Chợ đầu mối phía Nam. Dù ban quản lý chợ đã liên tục tuyên truyền, nhưng một số tiểu thương và người dân vẫn còn chủ quan, lơ là. Về ý thức của người bán hàng thì hiện tại là chúng tôi nhắc nhở cũng rất nhiều lần và họ cũng đang dần dần đi vào cái nếp bán hàng theo phòng chống dịch. Không chỉ tại các chợ dân sinh, các cửa hàng dịch vụ như sửa chữa và bảo dưỡng xe, điện thoại, máy tính, quán ăn hay các dịch vụ cắt tóc lúc nào cũng đông khách, thậm chí có thời điểm còn quá tải. Theo ghi nhận thì đa số các cửa hàng đã tuân thủ quy định phòng dịch, nhưng vẫn có nơi lơ là, thậm chí tại một số cửa hàng còn để cho khách hàng ăn tại chỗ. Lực lượng công an tại các địa bàn phải tăng cường tuần tra, giám sát. Tôi gặp những trường hợp cố tình vi phạm, mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn cố tình có lực lượng ở bên ngoài. Khi thấy lực lượng cảnh sát công an đến thì sẽ đóng cửa, thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Hà Nội nới lỏng giãn cách, phục hồi lại một số hoạt động dịch vụ sau khoảng 2 tháng áp dụng nguyên tắc chỉ thị 16. Đây là thành quả của công tác chống dịch kiên quyết từ chính quyền đến người dân. Nhịp sống bình thường đã phần nào trở lại. Nhưng sự bình yên này có kéo dài được, có giữ vững được hay không? Chính người dân sẽ quyết định kết quả chống dịch ở phía trước.